Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Toái Ngọc Đầu Trâu do Đam Mê Tưởng Truyện thực hiện, tập 39. Trời tối đóng cửa, Ra Phôi miễn cưỡng hoàn thành 1/3. Sau khi xuống xe, cậu đi dọc theo phố Sát Nhi, trông thấy ở cửa không có xe của Đinh Hán Bạch. Tuyết dày, cậu lẻ loi bước đi chênh choạng. Đột nhiên sau vai bị một quả cầu tuyết trứng đập lớn. Khương Đình Ngân chạy tới. Cậu đi chậm vậy, như con rùa ấy. Kỷ Thần Cứ không yên lòng cũng gật đầu, ai nói gì thì cũng nghe. Khương Đình Ngân nói đâu đâu, sao rầu rĩ thế? Tôi ném chúng cậu, cậu cũng không phản ứng. Chúng ta lát nữa đi ném anh hai với anh ba đi. Tụi mình phải tìm một đôi găng tay mới được. Cô nhỏ dành hết một mùa đông để đan cho anh đại. Phụ nữ thật bất công. Kỷ Thần Cứ cuối cùng cũng coi như có phản ứng. Chỉ đan cho em một đôi, em cho anh mượn một cái. Khương Đình Ân cũng lẩm bẩm Khương Thải Vi suốt một đường, gì mà không thương cháu ruột. Chờ nhìn thấy cái mà Kỳ Thần Ngữ gọi là găng tay thì giật mình nói, tại sao lại là cho cậu? Đây rõ ràng là đan cho anh Đài mà. Kỳ Thần Ngữ thì phủ nhận, nói là đan cho mình. Khương Đình Ân ồn ào, lúc cô nhỏ mua len có nói mà, anh Đại thích màu xám, lúc đó sẽ đan một con thỏ xám cho ảnh đạp xe đi làm. Ghé sát vào tai so sánh, kích cỡ này rõ ràng là tay của anh Đại, cậu mang không thấy lớn sao? Kỷ Thần Ngữ hãy còn giấy rủa, lớn là bởi vì phải nhét nhiều bông, nhét đủ rồi sẽ vừa. Khương Đình Ngân thì nói thầm, nhét không ít đâu, tay còn không gặp lại được này. Càng tay bị mượn đi, Kỷ Thần Ngữ mê man ngồi ở bên giường. Khương Đình Ân nói chắc như đinh đóng cột, làm cậu không thể không tin. Mà dù ban đầu là cho ai, cuối cùng cũng là cho cậu, cậu vẫn cảm kích Khương Thải Vi như trước. Trận tuyết này mãi không dứt, Đinh Hán Bạch dẫn Thương Mẫn Nhứ đi ăn mua sắm, đi dạo liên tục. Thật ra Thương Mẫn Nhứ mang giày cao gót đã mỏi lắm rồi, 5 lần 7 lượt tỏ ý muốn về nhà đều bị anh bác bỏ. Vất vả lắm mới có cơ hội kích thích cái con người nhẫn tâm kia, anh không thể bỏ qua được. Ăn xong bữa khuya, Thương Mẫn Nhứ thì ngáp liên tục. Tư liệu chị đã đồng ý cho cậu rồi, chị cũng tặng thêm cho cậu mấy quyển sách tuyên truyền rồi, có thể kết thúc được chưa? Đinh Hán Bạch nhìn đồng hồ một cái. Ồ, đã hơn 10 giờ rồi, ngày mai đi làm trễ, đừng có ghét em nha. Anh đưa Thường Mẫn Nhứ về nhà, tới cửa nhà cô vẫn chưa buông tha. Chị dùng nước hoa gì? Thường Mẫn Nhứ lấy từ trong túi ra. Cố thông hoa nhài. Đinh Hán Bạch đoạt lấy làm bộ xem, xịt mạnh một cái, dính hết nửa người. Thường Mẫn Nhứ cổ quái hỏi, cậu làm gì? Tại sao buổi tối còn xịt nước hoa của chị? Đinh Hán Bạch nói, dì sắp tổ chức sinh nhật, em chuẩn bị tặng dì một chai, tham khảo một chút. Buổi hẹn hò gạt người cuối cùng cũng kết thúc. Thường Mẫn Nhứ vào cửa mới phản ứng được. Khương Thải Vi sinh vào mùa hè, mùa đông khắc nghiệt, tự dưng đi tổ chức sinh nhật làm gì? Đinh Hán Bạch một thân mùi nước hoa, vì tới nhà đã 11 giờ, hơi say, thả nhẹ bước đi tới trước cổng phòng. Tặng hắn một cái, lập tức nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp trong viện, như đang muốn trốn tránh mình. Kỷ Thần Ngữ chạy như bay vào phòng. Từ 8 giờ cậu đã bắt đầu ngồi chờ, chờ tới tận bây giờ. Sân tuyết in đầy dấu chân của cậu, bàn đá in đầy dấu tay. Một tiếng hò của Đinh Hán Bạch làm cậu hồn phi phách tán. Đinh Hán Bạch đứng một lát, tiến vào viện thấy ánh đèn tắt hết, một mảnh đen sì. Trân Châu, anh kéo dài âm thanh đóng vai kẻ say rượu. Ngủ rồi sao? Anh có một tin tốt muốn báo với em đây. Cửa mở kèn kẹt, Kỷ Thần Ngữ chùm chăn nghe tiếng bước chân kia đến gần. Cậu nín hơi híp mắt như chú chó già chết đi sau khi gặp phải gấu. Đinh Hán Bạch ở bên giường vặn đèn bàn, nói rất tự nhiên. Về hơi chế, dù sao cũng là hẹn hò mà, khó tránh khỏi. Kỷ Thần Ngữ mở đôi mắt không muốn nghe người này nói bừa. Đinh Hán Bạch không nhanh không chậm. Anh biết em chưa ngủ cho nên không thể đợi sáng ngày mai để nói. Liếc mắt một cái, giọng cũng trầm xuống. Mấy ngày nay anh vẫn luôn dây dưa với em, chắc là cũng không chiếm được, lại càng muốn hành động điên rồ. Suy nghĩ kỹ một chút, thật ra cũng không phải là không thể tự kiềm chế, còn quấy nhiễu em, thật xin lỗi.
Kỷ Thần Ngữ cũng đột nhiên hoảng hốt, Đinh Hán Mạch đây là ý gì? Sau này chúng ta vẫn sẽ như trước đây, vẫn là sư huynh sư đệ tốt, anh sẽ không làm phiền em nữa. Đinh Hán Mạch nói, chắc là anh cũng không thích em tới vậy, anh vẫn còn khá thích chị Tiểu Mẫn. Kỷ Thần Ngữ chăm đầu trống rỗng, cậu chờ một buổi tối lại chờ được một tin tốt như vậy, lại nghe được Đinh Hán Mạch nói ngủ ngon, tiếng bước chân dần rời đi. Cậu bám vào chăn, bám vào tim, bám vào ngàn tỷ dây thần kinh, chỉ là cậu không cần phải xoắn suýt chuyện này nữa, bởi vì vậy cậu đã đánh mất nó rồi. Đinh Hán Bạch, cậu chui ra khỏi ổ chăn hô to, còn chưa đủ vọt tới cạnh cửa, ngăn cản đường đi. Đinh Hán Bạch bình tĩnh nhìn cậu, chớp mắt mấy cái, chờ cậu đặt câu hỏi. Cậu có chút run run, hoảng hốt nói, trên người anh thơm vậy. Đinh Hán Bạch nói, ừ, nước hoa. Cậu hỏi, phải gần kề thế nào mới có thể cò ra mùi nồng như vậy? Đinh Hán Bạch đáp, ôm nhau thì gần thôi. Kỷ Thần Ngữ thoáng chốc dương mắt, sức lực sụt bớt một nửa, hương thơm ngọc mềm khẳng định ôm thoải mái hơn cậu. Cậu liền ảo não chui vào chăn, Đinh Hán Bạch lại không tha cho cậu nói, 2 năm nữa anh và chị Tiểu Mẫn kết hôn, em ở viện này cũng không tiện. Kỷ Thần Ngữ rốt cuộc không nhìn được, bây giờ cũng chưa kết hôn, anh nói quá sớm rồi đấy. Cậu lại vọt tới trước mặt Đinh Hán Bạch, ngước đầu hàng lông mày nhíu nải. Nếu cái ngày đó thực sự tới, em còn có thể không đi sao? Anh nghĩ cái đời này là ổ vàng ổ bạc. Anh yên tâm, em không chỉ chuyển đi thật nhanh chóng, mà em còn khắc một bức tượng Du Long Diễn Phượng cho hai người. Đinh Hán Bạch nói, Du Long Diễn Phượng cũng được, Sớm Sinh Quý Tử cũng được, em tặng cái gì thì anh bày cái đó. Kỷ Thần Ngữ tan tác, lần nào cậu cũng không cái lại được, không so đo nữa, nhưng cậu lý nhí muốn cậu một câu an ủi. Trước anh nói thích em, đều là giả sao? Vừa hỏi ra cũng thông suốt trái tim mình, nếu không có cách nào trở lại bình thường, không ngại người khác cũng không thèm đếm xỉa, cậu nhặt khí thế lên. Không cần biết là thật hay giả, anh nói thế nào thì là chính như vậy, tặng cái gì bày cái đó sao? Còn lâu mới Sớm Sinh Quý Tử, em tặng vợ cho anh một cặp sừng. Thần kinh của Đinh Hán Bạch cũng run bần bật, cô nên kích động chỉ thấy Kỷ Thần Ngữ mím môi mỏng tới gần, níu bả vai anh, vòng tay qua hõm cổ anh, một cái miệng vẫn còn cằn nhằn liên miên. Tên khốn, em nói hết lại lần nữa, những lời tỏ tình của anh, sợ em đau, bảo vệ em, rồi sản nghiệp sau này còn muốn cho em một phần, anh có nói như vậy với vợ anh không? Tặng em một mặt trăng, bánh hoa táo nhường lại cho em, một vườn hoa hồng đổi lại một con dấu, vợ anh có biết không? Anh hôn môi em, rồi sờ miệng em lưỡi em cũng đều bị anh càn quấy, chỗ hiểm anh cũng đòi mở cửa ra kiểm tra, tới đóng cửa, đồng cùng đổ vé cho em sách, anh dám thẳng thắn với vợ anh không? Nhìn nữa thì sẽ lập tức thành Phật, Đinh Hán Bạch ôm lấy Kỷ Thần Ngữ giống như quyết tâm. Tên khốn, anh đây hóa ra làm nhiều chuyện xấu như vậy sao? Nhưng hôm nay là trêu em chọc anh, câu nào cũng nhắc tới vợ, đêm nay anh liền cùng em chính thức kết làm phu thê. Kỷ Thần Ngữ cũng kinh ngạc, đảo mắt đã bị Đinh Hán Bạch ôm lên giường, sụp cầm cổ túm, cậu liền hiểu, mắc cớ bò vào trong giường. Đinh Hán Bạch nắm lấy cổ chân cậu, bắt cậu tới dây dưa, lật qua lật lại, ánh đèn nhỏ nhoi cũng không đủ che giấu. Đinh Hán Bạch đè lên người đối phương, không kích thích em thì em sẽ rụt đầu tới sang năm đúng không? Anh không thể làm được chuyện yêu thích thầm lặng hay là không yêu cầu đáp trả, càng không thể vì cái nhìn của người khác mà làm tình làm tội bản thân mình. Anh thích Kỷ Thần Ngữ như vậy, đương nhiên cũng phải làm Kỷ Thần Ngữ thích anh. Cả một đống lời tàn nhẫn, một đống lời lừa vừa dấm vừa xoa, chờ tới thời khắc này rốt cuộc cốm chân thật, bức bách đối phương. Sư huynh đệ gì đều cút hết đi, anh chỉ cần đồng vợ đồng chồng thôi. Trân Châu, anh hỏi, rốt cuộc em có thích anh không? Kỷ Thần Ngữ nghiêng đầu, không có dũng khí đối mặt với cái tình yêu trái đạo đức sư huynh đệ, con ruột của sư phụ cũng là cha nuôi. Núi non trùng điệp tràn ở phía trước, phút chốc cậu lại quay đầu sang,
vòng tay qua cổ Đinh Hán Bạch, nhìn chằm chằm đôi mắt Đinh Hán Bạch. Còn thiều thần vẫn còn dám dập lửa, cậu còn e sợ cái gì? Dù cho khó khăn để tới vớ đầu chảy máu, cậu nhận, ngày sau phụ lòng sư phụ, gặp báo ứng cậu cũng nhận. Kỳ thần ngữ nói, sư ca, em thích anh, từ lâu đã thích anh. Đinh Hán Bạch phát cuồng ôm lấy cậu, dừng sức giày vò cậu, hạ xuống nụ hôn thật chặt. Hay cho một tiếng sư ca, người sư ca này cũng làm từ mùa hạ tới mùa đông. Về sau anh muốn làm phu quân, làm người yêu. Tâm ý anh muốn, thân thể anh muốn, cả đời này anh cũng muốn. Kỳ thần ngữ ôm anh như dây leo cuốn cảnh, thái độ phối hợp, nói lời mặn nồng, bị anh bước tới vách núi giữ lại một chút hy vọng sống. Anh hỏng thật rồi, nhưng hỏng thành như vậy thì có thể oán ai? Oán trời oán đất, oán nhóc nam man này cứ cọ vào lòng anh, càng oán không nổi chính mình. Đinh Hán Bạch nói, cho phép anh rồi thì không được hối hận. Kỳ thần ngữ đáp, em đều cho anh hết. Mắt đỏ kêu nhẹ, nghẹn ngào lưỡng lự, đợi tới khi tỉnh mộng là có thể tựa vào nhau ngắm tuyết tan. Một đêm tuyết lớn, tiều phiền trắng tới kỳ cục, mái hiên lan can, vườn hoa thảm cỏ, tới cả giày phơi quần áo cũng đều biến thành một hàng giấy trắng. Trong phòng dưới chăn bông hai thân thể dây dưa, nóng đỏ, chườm ấm hương ấm thơm gỗ thông thoang thoảng. Đinh Hán Bạch luôn ngủ giảng hai tay, giảng chân, hiếm khi ôm cái gì đấy. Lúc này trong lòng đầy đặn, cũng rất ấm áp. Anh từ từ mở mắt, trước tiên trông thấy cửa sổ đóng tuyết, cụp mắt lại lên lại thấy Kỳ Thần Ngữ đang ngủ say. Đôi mắt giữ lại một vệt trắng, là nước mắt khô cạn. Đinh Hán Bạch giơ tay lau đi, vết chai dày hại người, lau người ta tí tỉnh. Chào buổi sáng, anh hàn cổ gầm nói, câu nói kia nói thế nào nhỉ? Tu trăm năm mới được cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Kỳ thần ngữ từ từ tỉnh táo, còn chưa kịp đỏ mặt vì người cùng giường, thì cậu đã bị mùi nước hoa kia chọc giận. Cậu xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía anh nói, tên khốn ngàn năm, phải anh không? Lòng của Đinh Hán Bạch sáng như gương. Vì để mạnh mẽ kích thích tâm tỉa sắt đá của em, mà mặt dày xịt nước hoa của người ta, làm gì có tên khốn nào trong trí dũng song toàn như anh. Anh dán lên người cậu, bàn tay ôm lấy bụng của đối phương, rõ ràng cách áo ngủ lại nóng rực như sát bên da thịt, từng tấc thường rời lên. Anh sờ tới tim Kỳ Thần Ngữ mới ngừng, dùng sức ôm về phía mình, thậm chí còn chọc cho cậu rên rỉ. Chân cháu, tim em đập nhanh thật. Kỳ Thần Ngữ hơi nhếch miệng nằm trong lòng Đinh Hán Bạch, nằm dưới cùng một cái chăn. Một phòng đất trời ngập tràn tuyết trắng, vạn vật tiêu điều, nhưng thân thể của cậu không khỏi túa ra một tầng mồ hôi nóng. Tim càng đập càng nhanh, giống như cách da thịt bị Đinh Hán Bạch nắm vào trong tay. Cậu không chịu nổi, sư ca, bị xoay vai trở lại, vừa vặn nhào vào trong lồng ngực Đinh Hán Bạch. Đinh Hán Bạch nâng mặt cậu lên, cậu cũng đặt tay lên bàn tay anh. Găng tay gì tặng em vốn là cho anh đúng không? Đinh Hán Bạch không trả lời mà hỏi lại, nghe ai nói, dì chính miệng nói cho em sao? Kỳ Thần Ngữ nói Khương Đình Ân, Đinh Hán Bạch thì lập tức mắng. Mỗi ngày cười ngây ngô với cái thằng ngốc kia, có nói cái gì cũng tin, nếu hôm nào nó nói vòng hộp phách là tặng nó, có phải em cũng dâng tặng bằng hai tay không hả? Kỳ Thần Ngữ không nói, lặng lặng nhìn chằm chằm đối phương. Không phải thì không phải, lớn tiếng mắng trái lại càng thấy chột dạ. Đinh Hán Bạch vốn không có chột dạ, nhưng vì đôi mắt này nhìn tới mềm cả thịt, thỏa hiệp nói, cứ kệ nó đi, nếu cho em thì phải mang cho cẩn thận. Là anh bảo gì tàng em sao? Nhất định phải truy tới cùng. Đinh Hán Bạch thua trận, không thể làm gì khác hơn là gật đầu thừa nhận. Lúc đó em nói mơ thấy sư phụ Kỳ, anh bảo gì đi dỗ dành em. Anh hối hận, sớm biết thế thì anh đã tự tới dỗ, nghiệp chướng. Bọn họ nói rất nhiều, nói mệt thì liền yên tĩnh. Bỗng nhiên trong viện truyền tới tiếng bước chân, vững vàng mà nhanh chóng, là Đinh Duyên Thọ. Đinh Hán Bạch còn chưa phản ứng, Kỳ Thần Ngữ đã kinh hoàng chạy khỏi lồng ngực anh, hốt hoảng luống cuống sợ vỡ mật.
Trong nháy mắt đó, anh đã thấu triệt sầu lo của đối phương. Anh tùy hứng làm bậy đòi một phần tình cảm, lại đem đối phương đặt vào tình cảm trung hiếu lưỡng lan. Đình Duyên thò gọi, đừng ngủ nướng nữa, dậy quét tuyết đi. Kỳ Thần Ngữ vội vã đáp lại, thay xong quần áo chạy vội tới cánh cửa nghe tiếng chờ Đinh Duyên Thọ rời đi, mới thở ra một hơi. Đinh Hán Bạch chậm rãi đi ra ngoài nói, bà anh tới một chuyến mà đã làm em sợ tới như vậy, đến hai chuyến chắc em lại phân rõ giới hạn với anh nữa quá. Kỳ Thần Ngữ nói, sư ca, anh có phải là không có lòng tin với em không? Đinh Hán Bạch nói, anh muốn em rõ, dù là có ân tình với 10 triệu người, anh mới là người quan trọng nhất, là người em tuyệt đối không thể phụ lòng. Một sân trắng xóa, bọn họ quét trước sân, đắp một người tuyết lấy má đáo làm mắt mũi, rồi tới cửa hàng, dọc theo đường đi chơi tuyết, giày đều ướt. Ngọc Tiêu Ký dần dần náo nhiệt hơn, tất cả đều là vì hai con dấu mà tới. Đá quý chạm khắc luôn luôn thuộc hàng mỹ nghệ, mà hai con dấu này đã khuấy đảo dưới đồ cổ. Đinh Hán Bạch không hề nghỉ ngơi, tiếp khách hết nửa buổi sáng, cổ họng bốc khói, uống cạn cốc trà nóng trên quầy. Kỳ Thần Ngữ nhấc mắt lên nhìn mình, mệt mỏi cũng đành dịu dàng. Kỳ Thần Ngữ hỏi, sư ca, tại sao người ta biết là hàng nhái mà còn đổ xô tới, không phải hoàn toàn là bởi vì tay nghề của chúng ta tốt chứ? Đinh Hán Bạch nói, em là người ngụy tạo, tất nhiên hiểu đẳng cấp phân loại hàng nhái. Đồ vật hoàn hảo có thể gặp không thể cầu, mà hàng nhái cao cấp chỉ kém hơn một chút, cũng là vật tốt khiến người ta phải ngắn cổ khom lưng. Hàng cao cấp thì cũng phân loại, đá quý là hút hàng nhất, chỉ cần đá tốt ngọc tốt là có thể nâng giá, chỉ cần vật liệu của thành phẩm cũng có thể quyết định giá trị cơ sở. Ngọc Tiêu Ký trước kia chỉ kinh doanh hàng mỹ nghệ điêu khắc, nhưng số người mua hàng mỹ nghệ được sưu tầm sao so được với số người chơi đồ cổ. Bắt đầu từ làm con dấu, Đinh Hán Bạch phải mở rộng đường cũ để những người yêu thích đồ cổ quen mặt với đồ vật của Ngọc Tiêu Ký. Tích trữ lòng riêng, làm ăn mà, đi tích trữ tiền tài ở ngoài, có thể giao thiệp thông rộng, lót đường cho sau này. Kỳ Thần Ngữ liền thông náo lại hỏi, trước khi đi Ba Lâm, anh đã tính sẵn rồi sao? Đinh Hán Bạch cũng ừ một tiếng. Em nói xem tại sao anh lại chọn đá quý để mở đường? Kỳ Thần Ngữ đáp, cái này gọi là quang thạch dẫn ngọc, thứ tốt hơn ở phía sau. Có một người hiểu mình tới vậy thì còn truy cầu gì được nữa. Đinh Hán Bạch cực kỳ thỏa mãn, anh bàn giao cho người làm. Có xu hướng thì phải bình tĩnh, tờ khai không thể ai tới cũng không cự tuyệt. Phải giới hạn, sau đó túm Kỳ Thần Ngữ vào phòng cơ khí. Anh làm, đối phương ngồi cạnh làm bài tập. Tình trạng cửa hàng cứ như vậy chuyển biến tốt đẹp. Đinh Duyên Thọ ngày nào cũng bị Khương Xấu Liễu trêu chọc là gia pháp đồng thủ quá sớm. Đợi tới một buổi sáng sớm nọ, mọi người quây quần, một nồi cháo đậu mồng 8 tháng chạp đặt ở giữa, mọi người vây một vòng ăn ấm dạ. Cháo mùng 8 tháng chạp là phong tục ăn cháo vào ngày mùng 8 tháng chạp, đã có lịch sử hàng trăm năm của Trung Quốc. Đây còn được coi là tiết lệnh đầu tiên của Tết truyền thống, có nghĩa là qua mùng 8 tháng chạp, không khí của Tết đã tới. Cháo được nấu từ nhiều loại như kê, gạo tẻ, gạo nếp, hạt dẻ, hạt nhân, hạt dưa, đậu phộng, hạt thông, nhân táo và nho khô. Đinh Hán Bạch cũng mở miệng, trận này làm ăn khấm khá, có một người không thể không kể công, đều không có ý kiến chứ. Nghiêng đầu dưới bàn đùng đùng chân của người bên cạnh, nói em đấy, đừng chỉ lo ăn. Kỳ Thần Ngữ nghe vậy ngẩng đầu, đối mặt với mọi người xung quanh có chút ngượng ngùng. Cậu thực sự không dám tranh công, có thể quang minh chính đại khoe tay nghề kia thì đã thỏa mãn lắm rồi. Đinh Hán Bạch lau lau tay, từ đâu đó móc ra một phong tiền lì xì, căng thẳng vững vàng nói, vừa khéo là cuối năm, tiền thưởng liên và tiền mừng tuổi gộp chung. Tất cả mọi người không ý kiến, Khương Đình An hâm mộ nhìn thẳng vào Kỳ Thần Ngữ. Kỳ Thần Ngữ tiếp nhận rồi nhìn lên, một phong bì cực dày, cứ sáng ngời thế mà cho cậu, giống như muốn bấy cậu vậy. Cậu cảm ơn nói, vừa khéo hai cái mới làm cùng cớ này, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong.
Ninh Hán Bạch nói, hai bên thỏa thuận xong cái gì, ngoài trừ tiền hàng thì không có ân tình gì sao? Câu này đột nhiên làm cho người khác đầu óc mơ hồ, Đinh Nhí Hòa hòa hoãn. Sư huynh sư đệ với nhau ân tình ơn nghĩa gì đâu? Đinh Hán Bạch nói, cũng đúng, con người của tôi người ta không thích, chắc chắn tình cảm của tôi người ta cũng không thích. Kỳ Thần Ngữ rùng mình, nhất thời ở dưới bàn tóm chặt quần áo của Đinh Hán Bạch, cũng như pha vào ánh mắt của Đinh Hán Bạch quăng tới. Trêu tức chọc ghẹo lại không đứng đắn, đây không phải là đang kiếm chuyện với cậu, mà là trước đại gia đình liếc mắt đưa tình với cậu. Bữa cháo mồng 8 tháng chạp ăn tới kinh thâm động phách, Kỳ Thần Ngữ thật không nhận ra được hạt sen và long nhãn nữa. Sau khi tàn đi, Khương Đình Ân hẹn cậu đi mua quần áo năm mới. Cậu thấy Đinh Hán Bạch cũng đứng dậy hỏi, sư ca, anh cũng đi sao? Đinh Hán Bạch nói, anh có xã giao không đi chơi với mấy đứa đâu. Trước khi đi còn dặn một câu, đừng để cho Khương Đình Ân vòi tiền tiêu vặt của em, thằng nhóc đó cực kỳ tiêu pha. Trong lúc đó Khương Thải Vi nhảy ra, muốn đi cùng hai đứa nhỏ. Đinh Hán Bạch lập tức mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, trong lòng căm giận. Con gái con đứa tới tuổi kết hôn mà không đi chơi với bạn cùng tuổi, suốt ngày nhập hội với đứa nhóc làm gì? Anh dứt khoát đem Khương Thải Vi đưa cho Thương Mẫn Nhữ. Nếu như được cho phép, anh hẳn không thể đem Khương Thải Vi gả đi. Trên đường treo đèn kết hoa, Kỳ Thần Ngữ và Khương Đình Ân đi dạo trong trung tâm thương mại, còn thêm một Đinh Khả Dũ. Hai người bọn họ sư ca không rời miệng dù dỗ Đinh Khả Dũ mua cái này cái kia. Đinh Khả Dũ bị ép khô cầm bóp tiền đi tìm bạn gái. Khương Đình Ân không có chủ kiến nói, tôi muốn mua cái áo khoác phi công kiểu của anh Đài mặc ấy. Kỳ Thần Ngữ nói, anh mặc không đẹp bằng sư ca đâu, đừng có mua. Khương Đình Ân cả giận, sao không bạn, chị Tiểu Mẫn từng nói tôi đẹp trai hơn anh Đài luôn ấy. Cậu ta nói xong miệng thì liền bị bịt, giống như bị lòi đuôi. Kỳ Thần Ngữ cũng không nghĩ nhiều hỏi, chị Tiểu Mẫn cũng không tới nhà nữa, nói với anh lúc nào. Khương Đình Ân thèn thùng nói, sinh nhật 12 tuổi của tôi, không được sao. Với lại anh Đài mặc dù là con lớn trong nhà, lại có bản lĩnh, nhưng tôi cũng là con một trong nhà tôi nha. Tôi cũng cứ muốn mua đó. Hai người bọn họ đi dạo cả buổi, hai tay Kỳ Thần Ngữ vẫn trống trơn. Khương Đình Ân lại như một tên cuồng mua sắm, muốn mua, đi ăn nhà hàng, xem phim, nhận kẹo miễn phí, mệt muốn chết luôn, từ chân tới răng đều đau. Kỳ Thần Ngữ sau đó mua quà cho Đinh Duyên Thọ và Khương Xấu Liễu. Cậu còn muốn mua cho Đinh Hán Bạch, chỉ là chưa quyết định được. Khương Đình Ân nói nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Cái này cũng đúng, anh Đại hoàn toàn dùng đồ tốt, chắc sẽ không lọt mắt đồ của cậu mua đâu. Kỳ Thần Ngữ hỏi, em mua âu phục cho anh ấy, anh thấy có được không? Khương Đình Ân sững sờ, anh Đại chỉ thích mặc áo sơ mi thôi, chưa từng thấy mặc âu phục. Kỳ Thần Ngữ nghĩ bây giờ không mặc, sau này xã giao với người ta chung quy cũng phải mặc, sau đó còn làm ăn mở trung tâm đồ cổ, dù sao cũng nên có hai bộ đồ Tây. Cậu từ chủ trương mua còn mua một cái cà vạt, sau đó thoáng nhìn kỹ quầy hàng sặc sỡ, lại muốn mua thêm một cặp khuy mang xét. Mà vàng, ánh bạc, cậu bĩu môi, cảm giác mình tự làm thì còn đẹp hơn. Cậu suy nghĩ hoài, làm cái gì nhỉ? Đá quý, bạch ngọc, phong cảnh bên ngào xe buýt biến hóa. Cậu sửa vào cửa sổ ngẩn ra. Hồi lâu cậu quyết định, trân châu đi, làm một cặp trân châu.